Hello cả nhà. Đây, em chào tất cả nhà đã xem live nha. Rồi, em chào tất cả yêu nè. Rồi, mấy chị đang xem live chấm bài cho em nha mấy chị nha. Hello cả nhà. Cả nhà vào xem live chấm bài cho em nha. Rồi, đầu live em tặng quà mấy chị ha. Như chị like đi, em tặng quà mấy chị ha. Hello cả nhà. Em chưa thấy chị nào chấm bài cho em nghe hết nè. Cả nhà chấm bài cho em nghe nha. Hôm nay có hàng hàng mới cũng có, hàng sale cũng có với em nha. Hàng sale rẻ thôi vài chục ngàn, hàng mới cũng có mấy chị đẹp nha. Sim bé trai 25 kg bây giờ em còn hiếm mấy anh chị nha. Còn ít thôi để tìm lên cho. Rồi em chào Trần Phượng, em chào Tiếu Phụng nhé. Hello cả nhà mình nè. Dạ em chào chị Thảo Hoa. Dạ hello cả nhà ha. Em chào chị Võ Nhật. Rồi em chào mấy chị yêu nha. Hello hello cả nhà. À, để em tặng quà mấy chị ha. Tặng đồ đi ha, tặng đồ đi. Tặng bánh kẹo nữa đẹp luôn. Ok. Yeah, tặng quà đi. Có gì em lên báo nha. Hello cả nhà chia sẻ like cho em nghe với. Trời, mấy chị đang xem live chấm bài cho em nghe tặng thêm bộ đây đi ha, bộ đây của mẹ nè. 40 kg tới 40 kg áo sơ mi này xinh lắm luôn cả nhà. Bộ này cưng lắm, em có một cái bộ bạc xinh lắm. Trời nó mã hồng nha, bộ hồng nè. Cưng lắm á, cái này tầm 58 kg quay đầu á. 40 kg tới 58 kg size cho em nha. Rồi là bộ sơ mi nha, sơ mi áo sơ mi với quần đùi cho em nha, tà ngắn tà dài này, bộ hồng. À, bộ này em tặng lúc cả nhà là giá là như ta 59.000 đi. Em tặng bộ đây 59.000, rẻ quá trời luôn á, chia sẻ like là có đơn cho em nha. Dạ 59.000 em này. Rồi chia sẻ like cho em nghe, bộ đây thì mẹ nào mày cũng được á, mẹ nào mày cũng xinh luôn á. Để em gài nút áo lại size tầm từ 40 kg tới 55-58 kg được ha. Áo thun bé trai nhà chưa nó thui này. Trời nó mã hồng nha, sơ mi hồng này ha. Sơ mi hồng 40 kg tới là 58 kg, tại cả nhà 59 kg xích. Rồi 58 kg quay đầu cho em nghe đẹp lắm mấy chị. Của hồng mùn đùi với lại áo sơ mi thôi đơn giản. Dạ 59 ngàn. Ờ áo thun bé trai nó còn nguyên. Một hầm kiểu nó bề đó. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 59k một bộ nha. Bộ hồng này có túi hết toàn bộ cho em nghe chị ha. Mã hồng. Dạ 59k một set cho em nghe cưng ghê ha. Của mẹ nè. Mấy bộ này đẹp lắm mấy chị, tin em đi, cái chồng mày xinh lắm. Bộ này mấy chị là mặc cưng nó cũng đẹp á. Chị là mặc nó cũng đẹp gái luôn cho em luôn á. Dạ 59k thôi có một bộ thôi, tặng cả nhà. Rồi chia sẻ like là có đơn với em nha. Dạ hồng em chứ chị quyết phạm có đơn nè. Dạ 59k em. Hồng còn bộ nào nữa? Hồng như hai hữu hạnh nhân. Rồi ok, hai hữu
hình nho em chốt chị Thu Vi Nguyễn nha. Trời ơi đẹp quá. Trời lên bộ nâu nè, xám 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 với chai đi, xám với tầm 38-40 kg nha cả nhà. 38-40 kg cái size nè. Trời lên màu xám cho em nha, 38-40 kg cái size với em nha. Màu xám đẹp quá. Màu xám với chai 38-40 kg nha, chia sẻ like đang có đơn. Tặng lúc bộ đây là giá 69 nha nè. 69 nha nha. Size tầm từ 38 kg tới là 40 kg cái size, xám 69 nha. Trời lên nhanh hỏi xám cho em nha, 69k nha. Size bé tầm từ 38 đến là 40 kg cái size nè. Bộ này đẹp lắm á, xám 69 nha. Chốt cho Quy Nhơn chia sẻ like dùm cho chị nha. Cố gắng chia sẻ like cho em nha mấy chị nha. Trời xám cho Quy Nhơn. Dễ thương á, bộ này đẹp lắm luôn á. Trời em lên bộ xanh này hàng khung lạnh cho em nha. Cái này size bé 24-25 kg nha. Chị em hết rồi chị Yến Hoàng ơi. Trời xanh này size bé 24-25 kg. Xe nó bộ đây là 69 nha rồi. Xanh này hàng khung lạnh 69 nha. À, size này size số 8 này, 24-25 kg cái size nha. Rồi 23 kg tới 25 kg giùm em này, hai hộp bánh đồng tiền em giúp chị Loan. Rồi lên nhanh vào đây với em mấy chị nha, bộ tặng cái nhà là 69k nè, 69k bộ cho em nha. Rồi đẹp ghê quá, 69 ngàn. Rồi 69 ngàn em chốt cho chị Trần ha, khách chị Trần 69k này, màu xanh đúng không chị? Ok chị là 69 ngàn, xanh 69 ngàn. Ở đây còn hai bộ. Rồi sau này 69k chứ chị Trần. Bộ đen này còn hai bộ đen nè. Đó, sweet game này ha, em còn hai bộ đen sweet game đó chị nha. Đen cho em nha, dạ còn chị Đào. Bộ đen này còn hai set cho em nha, 22 kg tới 20 kg tới 25 kg cái size đi. 20 kg tới 25 kg nhé, 26 kg được này, 20 kg tới 26 kg cho em nha. Là bộ đen, 20 kg tới 26 kg bộ đen tặng tất cả nhà là giá 69 ngàn luôn đi. Bộ đen này còn hai bộ thôi, tặng cả nhà 69 ngàn đi, em chốt chị Trần luôn á. Trần là 69k em chị nha. Trời trời lên bộ đen mấy chị nha. Đen này còn bộ đen này 22 kg 23 kg cho em còn bộ 20 kg tới 23 kg nhắc đen. Rồi 20 kg 23 kg nhắc, bộ đen đẹp lắm, cá tính cực kỳ luôn á. Dạ còn chị Nguyễn Huệ. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 69k bộ nha. Đen này còn bộ 20 kg tới 23 kg, em còn bộ thôi 20 kg tới 23 kg nhé. Rồi 69k một xé cho em nghe ha, cưng ghê mấy chị ơi, 69k bộ với em nha. Đó, rồi là bộ đen cho em nghe 69k nha. Rồi đen 23 kg á, chị Trinh Đoàn. Trinh Đoàn, Trinh Đoàn đợt này chắc chắn lấy hàng với em nha. Rồi em lấy bộ đây với em chị nhá. Xám này, xám da tay này, 14 kg tới 16 kg nha, 14-15 kg cho em nha. Xám da tay này, đẹp chưa ha. Xám theo nó cả nhà là giá 79 ngàn đi. Khung lạnh là 69, bộ kia 69, bộ mẹ là 59. Trời lên nhanh mẫu đây nha, xám dài tay à, đẹp lắm. Rồi em tặng mẫu đây 79 ngàn, size bé 12 kg tới 15 kg nhé. Dài tay hàng thun cô tông, dài tay hàng thun cô tông 12 kg tới là 15 kg, size màu xám này. Xám dài đó chị, mặc xám dài cho mấy xám dài đẹp ghê luôn, xám dài. Rồi tặng nốt cả nhà là giá là 79 ngàn bộ nhé. Không phải thun cô tông hết á, xám dài 12 kg tới là 15 kg size. Rồi 12-15 kg size nha, mã xám dài cho nha. Xám dài 12-15 kg cho em á. Xám dài xe cả nhà là 79 ngàn. Xám dài xe cả nhà 79k nha. Em chúc chị Thanh Ngân có bộ xám dài 79k nè. Xám dài em chúc chị Quỳnh Giang có đơn nha, 79k em chị nhé. Dạ em vừa lên hàng mới vừa lên xe cả nhà chấm bài giùm em với nha. Dạ còn ngủ em còn đầy hết á. Trời, em làm bộ đây với em nha. Trời ơi đẹp quá, bộ của mẹ pyjama này. Trời ơi đẹp quá, màu vàng pyjama vàng nha, màu vàng. Rồi vàng này size là áo 40 kg tới là 55 kg size nha, màu vàng này. 40 kg tới 55 kg size màu vàng nha. Quần dài, áo ngắn tay giùm em chị. Rồi vàng này tặng nốt cả nhà là giá 79 nha. Xem luôn, pyjama tặng 79 nha. Chưa từng có luôn ạ. Rồi là màu vàng cả nha nha. Dạ điểm là chị Hiền ha, 79 nha, xem luôn này. Màu vàng 79 ngàn pyjama của mẹ, áo ngắn tay cổ tròn với lại quần dài tầm 40 kg cho tới là 55 kg cái size. 40 kg tới 55 kg cái size cho em nha, pyjama chắc đẹp lắm chị. Trời là màu vàng á, pyjama vàng của mẹ. Tặng luôn 79 ngàn. Rồi vàng 79k cho em nha. Vậy là chấp mã vàng cho em nha, 79 ngàn. Rồi, em này chưa bấm hàng nhưng chị nhìn được chứ. Rồi ok chị Trinh Đồng, em chốt đơn cho chị nha. Ngày mai chị để ngay điện thoại em cho đi đơn luôn nha. Trời chị lên màu đây với em mấy chị nha. Màu xanh này, xanh này 79k hả. Rồi pyjama màu xanh này. Rồi pyjama màu xanh cho em nghe 79k nha, size tầm 40 kg tới 55 kg giùm em á.
40kg tới 55kg size này. Rồi chớ là chút màu xanh nha. Màu xanh cho em nghe này. Tặng nốt cả nhà đại giá là 79k bộ ha. Em có hai màu á, màu xanh màu vàng á, chị thì chốt lớp pyjama cho em á. Dạ xanh với vàng cho em nghe. Dạ 79k một xé cho em nha. Màu xanh với màu vàng cho em nghe, tặng nốt cả nhà 79k bộ. Đưa bộ hàng với áo thun nè. Trời ơi áo thun nè mấy chị ơi, áo thun nam nè. Áo thun với em nha, cái này size tầm 40kg tới 50kg size này. Áo thun nè, 40kg tới 45kg cho mẹ em đi. Hả? 79 nè đúng không? Rồi lên nha, bảo đây nha, áo thun nè, trời ơi áo thun nè 40kg tới 45kg size nha. Rồi theo cả nhà luôn là giá 70. Rồi áo này 70 ngàn cho em nha, size tầm 40kg tới là 45kg size. Đẹp ghê luôn ạ, 40kg 45kg size nha. Rồi áo thun này, áo thun nam nha, cả nhà có cổ cho em nghe, hàng da cá đẹp lắm. Áo thun nam rất đẹp lắm, hàng da ra luôn á. Rồi xem lúc cả nhà là giá 70 với em nha. Rồi đưa áo kia chị. Rồi áo này áo thun mấy chị, áo thun 70 chưa, 70 ngàn cho em nha. Em lên áo đen áo trắng nè. Mẹ áo đen áo trắng cho em nha. Ủa đẹp quá mấy chị ơi, size đại nè. Rồi áo đen áo trắng cho em nha. Trời ơi, cái này size tầm từ phải là 50kg đi á. 50kg đó. 45kg á. 45kg cho tới là 55kg giùm em. 45 đến 55kg màu đen á, em màu đen nha. Rồi 45kg tới 55kg cho em á, màu đen với màu trắng cho em nghe 70.000. Ôi áo đẹp quá. Đen với trắng nha em nha. Áo đen mà áo trắng cho em nghe 70.000 một áo cho em nghe. Tầm 45kg cho tới là 55kg giùm em. Em tặng nốt cả nhà là giá 70 nha. Hai màu cho em nghe. Màu nào cũng đẹp luôn á, đen với trắng nha mấy chị. Đó hơi bị ngầu đúng không? Rồi đẹp luôn á. Rồi đen với áo đen áo trắng nha, khung này khung đẹp lắm. Từ 45kg cho tới là 55kg có size nha. 45kg tới 55kg size cho em nha. Còn mix size chị áo khung này 50kg em chốt chị Lâm Vương, chị chốt màu nào? Màu đen màu trắng. Mix size em còn. Đẹp lắm cả nhà. Ok còn chị. Rồi nó màu đen màu trắng cho em nha, hình con cún nè. Đen với trắng cho em nha, chị Lâm Vương chị lấy màu nào cho em? Comment cái màu mấy chị ơi, comment cái màu đen trắng ha, đen trắng cho em nha. Rồi tầm 45kg tới 55kg size á. Rồi. Hai hộp mix size em chốt chị Nhi Quỳnh có đơn nha. Rồi đen với trắng cho em nha. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 70.000 một áo cho em nha. Áo này đẹp lắm mấy chị. Chị thương quá trời luôn á, thằng xịn luôn mấy chị nha. Áo đen và áo trắng cho em đã hai màu, đen và trắng cho em nha. Đây em có hình nó đen với trắng nha, em có hình con đại bàng này, áo đại bàng nữa nè. Áo đại bàng đen và đại bàng trắng luôn á. Rồi trắng em chốt chị Long Vương nè, hình con cún đúng không? Hình con cún đó. Em có đại bàng nữa nè. Chị thích lấy hình nào lấy cho em nha, đại bàng trắng, đại bàng đen với hình con cún trắng và cún đen cho em nha ha. Rồi đại bàng trắng, đại bàng đen cho em nha, 70.000 tầm 45kg cho tới là 55kg size. Áo này đẹp lắm, không mà không xịn luôn. Trời ơi đẹp lắm, em có được có 10 cái, mỗi cái được có 10 cái mấy chị nha. Màu đen, màu trắng cho em nghe nè. Trời ơi cái này 40kg được hết, màu đen. Rồi áo trắng cho bé trai, ok chị cái này 38kg nè. Cái này có size cho em nha chị, cái này có size. Cái này có size. Đại bàng thì có size tầm từ 35kg. Đại bàng từ 35kg cho tới là đại bàng bao nhiêu ký? 35kg tới 50kg đại bàng. Đại bàng là từ đại bàng trắng, đại bàng đen có size 35kg cho tới là 50kg size nha. Rồi đại bàng trắng, đại bàng đen cho em nha có size này. Rồi áo đại bàng là 70.000 cho em mấy chị áo cho em nha, 70.000 cho em nha. Hơi bị đẹp nha. Chắc hơi bị đã luôn á. Đại bàng trắng, đại bàng đen này chị ạ. Chị Hiếu Mỹ thì chút màu nào chị mà. Size M này em đang cầm ở cái size M này, tầm từ 38kg đi. 38kg. Rồi trắng em chút chị Dung Hoàng. Đại bàng cho em nghe chị, comment mã đại bàng cho em, đại bàng trắng, đại bàng đen cho em nghe ha. Đại bàng trắng, đại bàng đen. Rồi từ 38kg đi. Dạ có 38kg cho tới là 50kg size cho em nha. 38 đến 50kg size đại bàng trắng, đại bàng đen á. Dạ 70.000 cho em nghe áo thôi. Cả nhà muốn lấy màu này comment màu đó nha. Chắc hàng xịn sò luôn nè. Hình con đại bàng hơi siêu đẹp nha. Màu trắng, màu đen, đại bàng trắng, đại bàng đen cho em nha. Rồi đại bàng đen em chốt chị Long Vương, đại bàng trắng em chốt chị Lê Dung Hoàng có đơn với em như chị á. Dạ ok chị yêu nè, đại bàng trắng đại bàng đen với em á. Dạ 70.000 một bộ, 70.000 áo cho mấy chị em, 70.000 với em này, đại bàng trắng và đại bàng đen cho em nha. Đó chắc này bao đẹp mấy chị, để đem tranh thủ đi chốt đơn đây. Rồi cái này 55kg lại có size cho em á, chị Hiếu Mỹ có đơn cho em nha. Lấy luôn hai áo luôn chị, hai màu luôn đi, lấy luôn hai màu đi, màu này cũng đẹp luôn á. Rồi đại bàng trắng và đại bàng đen cho em nha, hai màu cho em nha. Tầm 40kg nha, cho 38kg tới 50kg size. Đại bàng trắng và đại bàng đen màu nào cũng đẹp chị ơi, áo này số lượng ít lắm. Rồi em có một con cuốn nè, cuốn trắng và cuốn đen cho em nha. Cuốn trắng và cuốn đen với chị, cuốn trắng cuốn đen cho em á. Ủa bộ cuốn này có một áo một màu em, nó có size mà á.
Ngọc ơi, không có coi hàng. Đại bàn nha cả nhà nha, có size đàng hoàng, cái này từ 38 tới 55 cái size giùm em chị ơi. Đại bàn với lại là cuốn này, đại bàn với cuốn là từ 38 tới 55 cái size, hàng này có size giùm em chị 38 đến 55 cái size giùm em nha, 60 ký còn vừa á. Để em coi size 3X thì có vừa, size 2X nè, thôi tầm 55 cái lại thôi ha. Đại bàn đen, đại bàn trắng từ 38 ký tới là 55 cái size nha, hàng có size, các chị đăng ký cho em nó. Đại bàn đen, đại bàn trắng và là cuốn trắng cuốn đen nha chị, cuốn màu trắng và cuốn màu đen cho em nghe có size. Rồi, cuốn trắng cuốn đen mấy chị em có kèm size đó, có kèm số ký đó. Cái này nhớ kèm số ký em nghe chốt đơn cả nhà nha. Rồi là mã cuốn màu trắng này, rồi cuốn màu đen, cuốn màu xanh, rồi cuốn màu trắng cuốn đen, đại bàn trắng đại bàn đen cho em nha. Được đó, mấy màu đây mấy chị nha. Đại bàn trắng đại bàn đen cho em nha, hai màu cho em nha, đẹp quá. Mã đại bàn với em nha. Áo là hơi bị đẹp luôn, chỉ có 70 ngàn áo thôi. Quá rẻ luôn á. Thun này thun đẹp cho em nha mấy chị nha. Hơi bị ngầu quá, cái này mấy chị mình cuốn dùng riêng cho em nha. Mẹ dưới quần riêng cho nha, bao đẹp với chị nha. Đó, cái này mấy chị mặc chung quần riêng cho mặc đẹp lắm. Đại bàn trắng, đại bàn đen từ 38kg tới là 50kg, 55kg size cho em nha. Dạ, 70 ngàn áo giùm em nha. Rồi, 70 ngàn áo cho em nha. Em đẩy đồng hồ hàng bên kia, những hàng mới đây. Rồi, em làm bộ màu trắng cho em nha. Chị nói chút trắng cho em nha, trắng này. Ồ, đẹp quá, bộ trắng này, hàng này, hàng của Lily cho em nha. Bộ đây tầm 38 với size này, trắng là 38 với nhất màu trắng này. Rồi 38 với 38 40 ký có size nha, làm con chúa vậy ok chị. 38 với 40 ký có size nha. Chờ lên nha, màu trắng cho nghe, hàng Lily em xem bộ đây giá 79 nha. Hàng Lily xem mấy chị 79 cho bộ nha. Không này em chạy hàng không cơ công kiếm phẩm này, 79 nha. 38 ký nha. Đẹp ghê luôn á, 38 ký này. To rộng rãi với chị nha. Rồi là màu trắng á. Áo không mấy đâu. Rồi để em lên chị ơi. Rồi màu trắng đấy trai nha, trắng giùm em. Rồi là màu trắng chị ra xích trắng đế chai, còn bộ trắng này xích trắng nha, trắng 79 ngàn trước chị Nhi Quỳnh có đơn nè. Trắng 79 cam trước chị Nhi Quỳnh có đơn cho em nha. Trời là bộ vàng, trời ơi vàng siêu nhân giỏi này có kiểm. Trời cưng quá. Bộ vàng với em nha, chị ở mã vàng cho em nghe nè. Bộ vàng này quá. Mã vàng với em nha, vàng là 10kg tới là 23kg size màu vàng, 10-23-24kg được nha. Rồi là mã vàng cho em nghe, chắc đẹp quá trời ơi. Xuất sắc cho em nghe, hát vàng cho em nghe. Bộ đi xe cả nhà là giá 95.000 đi, tặng cả nhà 95.000. Hàng này hàng không vô tâm chính phẩm cho em nghe, 95.000 một xét. Tầm bé 10kg tới là 24kg nha. Giảm 10-24kg size mã vàng nhận nè. Trời ơi vàng đẹp quá chị ơi. Trời đó nha, mã vàng cho em nha. Hùng nè, xinh chưa, mấy chị mặc tết là bao đẹp luôn á. Tầm 23-24kg size cho em nha. Từ số 1 tới số 8 cho em nghe. Rồi tặng nốt cả nhà đại giá nè. Bàn này chút đôi mi 95 ngàn cho em nha. Bộ đen không đẹp nha, không lấy tiền đó chị. 95 cam chút đôi mi có size với chị. Rồi 95 ngàn. Bàn này em chút Nhi Quỳnh có đơn nha. Bàn chị Nhi Quỳnh nè. Đẹp lắm chị ơi. Nhi Quỳnh có đơn cho em nha. Rồi 16 cái size cho em nghe ha. Bộ đen này hơi bị đẹp xuất sắc cho em chị ơi. 16 cái size nha. Rồi đẹp lắm chị ơi. Vàng 22 cái chị Nguyễn Quỳnh em hết. Nguyễn Quỳnh em hết rồi nha cả nhà nha. Em còn 18 ký lại có size thôi. Vàng em còn size bé 10 đến 18 ký size nha. Chị Thiết Nguyễn em hết vàng 20 ký thôi. Em còn 10 đến 18 ký size cho em nha. Rồi lên mã vàng cho em nha. Đẹp lắm ấy chị ơi, vàng ha. Dạ vàng 20 ký em hết rồi chị ơi, em còn 18 19 ký lại thôi. 18 ký cả size nha. Chị Lệ Mỹ em hết 23 ký luôn rồi. Cái này em có size một ly thôi, có một ly thôi. Rồi lên nha, màu vàng cho em nha, 10 ký cho tới là 19 ký có size nha. 18 ký size cho em, mã vàng cho em nha, hơi bị đẹp. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 95k nha. Giá vàng là 95k, em còn 18 cái lại, chị đi chút màu vàng không? 18 cái lại cho em nha. Ôi chắc này cả nhà ơi, vàng nha. Giá vàng 20 ký mất size giùm em chị. Vàng này em hết 20 ký nha cả nhà nha. Rồi là mã vàng cho em 10 ký nha, tới vàng 24 ký mất luôn rồi, 10 ký 18 cái size. Mã vàng còn 18 cái size cho em nha chị nha. 10 đến 18 cái size bộ vàng cho em nha. Em còn vàng 10 đến 18 cái chị cho mã vàng giúp nha. Em còn size đến 10 đến 18 cái size màu vàng. Rồi tặng nốt cả nhà là giá là 95 ngàn một bộ vàng. Em còn 10 đến 18 cái thôi. Cái này còn để size. Con ri cả nhà, cắt đẹp lắm. Rồi là màu vàng nha. 10 đến 18 cái size cho mã vàng cho em nha. Số 7 là vừa á. Đúng rồi, nhưng mà hết size chị. Ok chị, để em chốt nha. Rồi em kỳ đầu hết size chị lấy một cam màu cam này. Màu cam 10 ký có 24 cái size nha, màu cam. Ủa nâu, 10 ký 14 cái size, 24 cái size, bộ nâu nha. Nên là
này lấy chuyển sang màu nâu cho em này, nâu khoác 10kg cho tới là 24 cái size. Rồi lên bộ nâu cho em nghe này, đẹp quá luôn bộ nâu này. Rồi 95.000 bộ nha, mã nâu cho em nghe 95.000, 10kg tới 24 cái size bộ nâu hết 95.000. Mã nâu 95k nha, nâu này. Nâu này chắc chị Nhi Quỳnh có đơn nha. Rồi chị Nhi Quỳnh một bộ này. Rồi Nhi Quỳnh có hai set cho em nha, bộ này hàng đẹp lắm chị yên tâm đi, 9.000 đồng cho em đó chị nhé. Rồi. Nâu này còn size số 7 tầm bé 21kg lại cho em nha. Rồi 10kg tới 22kg lại cho em mấy chị bộ nâu này, 10 đến 22kg cho mã nâu, hơi bị đẹp nha hết. Rồi và em hết là chị Thanh Hằng ơi, và không có size. Rồi lấy mã nâu 10kg cho tới là 22kg size cho em nha, bộ nâu. Trời ơi chắc đẹp lắm mấy chị ơi, mặc cưng quá. Rồi lấy mã nâu cho em nha, Thanh Hằng chưa có em chị Thanh Hằng hết. Rồi lấy mã nâu cho em mấy chị, mã nâu 10kg tới 24-22kg size. Rồi nâu 10kg tới 23-22kg size nha, mã nâu cho em nghe chị, chúc mã nâu. Xem nốt cả nhà là giá là 95k bộ cho em nghe hết. Nâu này 24kg mới size, em còn 22kg lại thôi chị. Dạ còn đẹp lên nha, 10 đến 22kg chị Thiết Nguyễn cái đơn này, nâu cho em chị 22kg size, 20kg size này, nâu số 7. Nâu này còn 18kg size cho em nha. Dạ 10 đến 18kg size bộ nâu. Dạ 10 đến 18kg size cho em nha. Thôi bị đỉnh cho em nghe, chắc đẹp lắm chị ơi. Chị nào có size nhỏ chút nhanh mấy bộ đó, 24kg mới size chị Thanh Hằng ơi. Em còn size 10kg cho tới là 10kg cho tới là 19-18kg lại thôi, 10 đến 18kg size bộ nâu. Rồi lên mã nâu cho em nha, bộ nâu 10kg cho tới là 18kg size bộ nâu. Bộ nâu nha. Và 15kg còn chị. Dạ 95k bộ cho em chị ơi. Dạ 95k bộ cho em mấy chị nha. Vàng là 95k bộ cho em nha nè. Rồi lên nha, mã nâu cho mấy chị bộ nâu cho em nha. Bộ nâu em còn size bé 18kg lại giùm em á. Dạ 10 đến 18kg size bộ nâu. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 95k một set cho em nha. Một bộ đẹp quá mấy chị ơi. Chồng mấy chị không lấy gì mấy chị. Đẹp lắm luôn cho em mấy chị nha. Rồi lên mã nâu cho em nha. Xem nó cả nhà là giá 95.000 bộ nha. Trời ơi, mày cái tay nhìn giống như bụng bầu ấy cho. Bộ như bầu mấy tháng luôn. Bé gái này, em làm bộ bé gái này 10kg tới 65kg luôn này, 120-130. Trời ơi, bé gái hàng của Lido này, 120-130 cho em nha. Hàng của Wimby cho em nha. Rồi lên bộ dâu vàng lấy vàng 15kg, chúc Nguyễn Anh có đơn cho em á. Nâu 12kg chúc Thiết Mai có đơn nha chị nhé. Chị Thiết Nguyễn có đơn, ok Thiết Nguyễn có đơn. Rồi lên bộ dâu tay, bộ dâu là hàng của Win BB ha. Hàng đây sẽ cặp mẹ con mặc được nha, size tầm 10kg cho tới là 65kg. Rồi 10 đến 65kg, ok Nguyễn Anh em chốt chị yêu ha. 10 đến 65kg giùm em. Rồi size nhí 120, size đại 130 và size cổ là 150 nha. Nhí đại cổ cho em nha là 65kg quay đầu. Bộ đây chắc hàng xịn lắm mấy chị ơi, chắc đẹp lắm. Rồi lấy nha, mã dâu nha, chị lấy cái mã dâu cho em nha. Dâu xem nó cả nhà là dạ, nhí đại cổ cho em nghe nha, 65kg quay đầu. 65kg quay đầu cho em nha. Bộ đây đẹp lắm chị nha. Em chị là hàng phun cô tông chính phẩm này, cả nhà vừa kiểm tra hàng thoải mái cho em nha, bộ nâu, bộ dâu. Comment mã dâu cho em nha, 65kg quay đầu cho em nha, hàng của Winby cho em nha, là hàng phun cô tông chính phẩm. Nhí đại quần có đầy, đều có đầy đủ hết pha mấy chị. Đó, chắc này phun này mệt mát lắm, mệt đẹp sự sự luôn mấy chị. Rồi size nhí, size đại, size cổ cho em nha. Rồi 120, 130 và 150 là ba size nhí đại cổ cho em nha. 120, 130 và 150 hàng của Winby này, chắc hàng xịn luôn cả nhà. 10kg cho tới là 65kg size. Mày cặp hai mẹ con mệt đỉnh luôn. Rồi lên mã dâu, chị đến các mã dâu hồng, mã dâu cho em nha. Size mày cặp hai mẹ con cho em nha, xinh lắm mã dâu. Size nhí, size đại và size cổ cho em nha, chị giúp mã dâu cho em nha, cổ dâu. Rồi em lên bộ xích jean bé gái này 10kg nhá. Rồi lên bộ jean đỏ cho em nha, 10kg nhá, tới là 33kg nhá. Trời ơi đẹp quá, 101-120 jean đỏ chị ơi, jean này 10kg tới là 33kg size, 33-35kg được nha. Đời dâu em giúp chị bỏng vỏ 22kg với lại 35kg giùm em. Dâu nó đẹp lắm mấy chị, tin em đi. Hàng đá hàng Winby cho em nha, là hàng chất xịn luôn á. Bỏng vỏ 2 xé cho em nha. Rồi lên bột đỏ, jean đỏ bé gái cho em nha, 10kg tới 33kg size, 101-120 cho em nha. Cưng quá à. Rồi lên mã jean đỏ nha, chị cho mã jean đỏ cho em nha. Jean đỏ này, chị lấy chị bộ đây 20kg cho cháu chị. 10kg tới là 33kg size cho em nha. 10 đến 33kg size cho em nha, màu đỏ cho em nha. Quần đùi jean với áo thun cho em nha, chắc là dễ thương đó chị, dễ mặc lắm. Bộ đây mặc xinh lắm á chị nha, màu đỏ cho em nha. Ok, đưa bộ dâu là chị lên lại. Rồi lên màu jean đỏ nha. Dâu 17kg với 47kg chú chồng Nguyễn có đơn. Rồi ok chị nha, mã dâu cho em nha, chắc hàng xịn lắm chị ơi, yên tâm đi. Rồi đỏ, jean đỏ cho em nha.
dâu cho chị con lại mã dâu này. Dâu này hàng của Wimby giùm em. Rồi size bé tầm từ 65kg quay đầu cho em nha. 65kg quay đầu này, tầm từ 10kg tới là 65kg giùm em. Hàng Wimby này chắc là đẹp lắm chị ha. Mã dâu xin bé gái 40kg mới size chị. Trời, xin đỏ 26kg chút chị Lê Phiên. Mã dâu đẹp quá à. Chị cho mã dâu cho em nghe đây. Dâu hàng khung vô tông này, dâu 32kg chút chị Thu Hương. Dâu là size nhí 120, size đại 130 và size cù là 150 cho em nha. Tầm bé 10kg cho tới là 65kg mạch cặp hai mẹ con cho em nha. Tứ mẹ tứ 65kg mạch thoải mái cho em nha chị nha. Em mau luôn á. Rồi nó mã dâu chị á, chị giúp mã dâu cho em nha. Khung này chị ơi, khung này khung đẹp lắm chị, mặc sướng lắm chị. Size nhí và size đại size cù 3 size chắc là bao đẹp luôn á. Hàng này hàng hãng của hàng Wimby á, mặc sướng lắm. Rồi dâu 11kg, 13kg và 60kg em chút chị Ngọc Trâm. Xin đỏ 33kg em chút chị Nguyễn On có đơn cho em nha. Rồi ok này, đinh đỏ đẹp lắm chị. Rồi lấy mã dâu cho em nha. Đấy, dâu này, đấy, và 11kg nè. Đây đinh đỏ này 10kg tức là 33kg cái size nha. Rồi bộ đinh đỏ này cả nhà mình xin áo thun cho em nha, 101-102. Hàng này có hai size, xin nhí xin đại cho em nha. Áo thun này, rồi có cổ hết toàn bộ cho em nha chị nha. Rồi bao đẹp cho em nha. Đinh đỏ là 101-102. À số 11 và số 13. À có nghĩa là size 11, size 13 và size 60kg. Ok chị Ngọc Trâm. Không em chấp 11kg đó, không em chấp 11kg thiệt chứ. Rồi comment đúng em xíu nha. Hàng chỉ lên số ký cho em nghe chốt cũng được ha. Hoặc là số. Rồi đỏ 33kg chú Trương Lan có đơn nè. Đỏ cho em nghe ha. Đỏ xin bé trai 30kg rồi để em lên chị ha. Rồi đẹp ghê luôn á. Rồi chị giúp đỏ comment màu đỏ cho em nha. Màu đỏ em chốt luôn. Rồi lên màu đỏ cho em nha. Chị chú màu đỏ cho em nghe ha. Đỏ cho em nghe. Dâu 21kg chú sô-cô-la anh và em. Đưa màu dâu chị ha. Rồi bộ dâu đem lên bộ dâu lại cho bộ đỏ. Rồi đem lên bộ dâu lại cho chị yêu này, bộ dâu đẹp lắm. Dâu tầm bé 10kg đó là 65kg nhá. Hàng của Wimby là 101, nhí 120, đại 130 và cù là 150 với em nha chị nhá. Rồi lên bộ dâu hồng này. Ủa đẹp quá mấy chị ở bộ dâu hồng nha. Rồi 120, 130 và 150 cho em nha. Size bé tầm 10kg đó là 65kg, size 3 size nhí đại cù giùm em. Em có đầy đủ size, hàng này hàng thương hiệu của Wimby chị, thun này thun đẹp lắm. Cái thun này hàng thun đẹp và cái form cũng to. Từ cái form này to mấy chị nha, mặt trọng rãi cho nghe xuống đó. Chị Trương Lan hết trên đỏ 33kg. Trương Lan hết trên đỏ 33kg cho em mấy chị nha. Rồi, Trương Lan hết size, không còn bộ nào. Rồi, chị Trương Lan em hết size nha, trên đỏ hết size rồi. Bộ dâu này chị được có mẹ mại dâu với em nha. Dâu này hàng của WinBB. Hàng này hàng thun vô tâm chính phẩm cho em nha. 10kg tới là 65kg cho em nha. Rồi, 10 đến 65kg size nha, mại dâu cho em nha, chắc đẹp lắm. Size nhí 120, sau lại 130 và size cù là 150 cho em nha. Rồi, mẹ nào lấy mã dâu comment mã dâu với em nha. Không này cũng đẹp lắm. Rồi, bộ dâu nè. Rồi, bộ trinh này comment chú ý. 10 đến 25kg khác, xếp trinh là 101.000, em còn 10 đến 25kg nhé. Rồi, bộ vàng được 2 bộ, chị Nhi Quỳnh này có được 4 bộ. Vàng được 2 bộ, bộ nâu cũng được 2 bộ với em nha. Rồi, lấy mã trinh đỏ. 10kg tới là 25kg size đỏ. Mã trinh đỏ nha, của bé gái cho nha. 10 đến 25kg nhé. Trinh đỏ 15kg cho chị Nguyễn On. 101k với chị em, thường xin nhớ thun cho em nha, chất vải đẹp dễ mang luôn, kiểm tra hàng thoải mái cho em nha, xinh lắm mấy chị ơi ha. Rồi chút đỏ có bên màu đỏ nhé, đỏ 30kg em hết nè, đỏ còn 30, đỏ 30kg em hết rồi chị Vũ Thanh Trúc, em hết 30kg rồi, em còn 25kg quay đầu thôi, đỏ 10 đến 25kg quay đầu cho em nha. Rồi chị chút màu đỏ cho em nha, 10 đến 25kg quay đầu màu đỏ cho em nha, em sale nốt cả nhà là giá có 101 thôi, 101.000 là bao gồm xin nhớ thun cho em nha là 101.000. Rồi chị đã chốt mã đỏ, comment mã đỏ cho em nha. Đây là bộ hồng này, 12kg đến 18kg nha. Chị chốt mã hồng cho em nha, hồng 12 đến 18kg mã hồng này. Và có tiêm lên cho bà sữa hồng hàng của Susan Chit cho em nha. 12 đến 18kg size nha. Và bà sữa là áo ngắn tay quần dài, hàng này hàng thun lạnh của Susan Chit cho em nha. Và bà sữa nha, bà sữa cho nghe 12 đến 18 cái bà sữa cho nghe này. À ok chị đưa bộ dâu lại cho chị Kim Ngân. Đây, là bà sữa cho em dạ có để em lên cho cả nhà. Bà sữa tham bé tầm 10 kg cho tới là 30 đến 18 cái nha. Bà sữa thì xem bộ đây giá như ta. Bộ đem xem mấy chị là giá 79.000 này. 79k nha, bộ đem la chứ 101.200. Tại vì hàng này hàng của Su Xin Chip là hàng cao cấp lắm mấy chị. 101.200 còn 79.000 này, chị đã có size nhỏ chốt cho em nghe 18 cái quay đầu cho em nha. 12 đến 18 cái size bộ bà sữa. Rồi bà sữa đây có mấy bộ ha cả nhà, đẹp lắm. 12 đến 18 cái size nha bà sữa.
Rồi, xe bộ đây là giá là 79 ngàn thôi. Mà sữa 13kg em trước chị ạ. Dạ ok, chị Kim Anh chờ em trước nha. 13kg em trước anh Phan có đơn. Bà sữa có 18kg quay đầu cho em nha. 12-18kg cái thoa cho em nha. Em tặng lúc cả nhà là giá 79 ngàn thôi. Bộ dâu này, dâu này hàng của Winbaby là chắc đẹp lắm ha. Size nhí 120, size đại 130, size cùn 150. Tầm bé 10kg tới là 65kg cho em nha. Đùi với chị, thằng đùi này, khung này khung cô tâm cho em. Rồi đẹp ghê lắm, mã dâu nha. Ba size với đại cùn em có đầy đủ hết. Cái này hai mẹ con mày cặp cho em nha đi. Hai mẹ con mày cặp đi mấy chị ơi, cưng ghê chưa. Rồi, hàng Winbaby nha. Khung mà khung này khung cô tâm ha chị. Khung cô tâm đẹp, đẹp và mát lắm. Tầm bé 10kg tới là 65kg quay đầu cho em á. Rồi lấy mã dâu cho em nghe. Rồi 10 đến 65 kg quay đầu cho em nha, mã dâu cho em nghe ha. Chắc bao hàng quý vị, mã dâu hồng. Bộ dâu hồng cho em nghe 10 đến 65 kg nha, 120, 130 cho em bộ dâu. Rồi lấy mã dâu cho em nha, bộ dâu. Rồi em lấy bộ đây nữa nè. Trời ơi cưng quá giùm em á chị ơi, hàng đây hàng của thằng David nè, hàng David nè. Ở công việc đó, đây là hình công việc nè. Rồi lấy mã với công việc cho em nha, mã việc cho em nghe. Tầm bé 10kg tới 30 cũng như là 10kg tới là 60 10 đến 30kg và từ 40kg tới 65kg cho em là size nhí và size cổ thôi. 10 đến 30kg nha. Rồi chị Kim vỏ là bộ dâu 36kg và 55kg em chứ, chị Kim bỏ 2 xé cho em nha. Đẹp lắm chị, hàng khung này mặt sướng lắm. Rồi lấy mở việc vàng. Việc vàng á, việc vàng đây tầm bé 10kg tới 30kg và từ 40kg tới là 65kg cho em nha. 101 và 104 size nhí và size cổ cho em nghe. Size nhí và size cổ nha, 101 và 104 cho em nghe, chị cho mã việt vàng cho em nghe. Đó, đẹp chưa, mã việt vàng 110kg tới là 30kg và từ 40kg tới là 65kg bạc đẹp nha. Đó, mã việt vàng cho em nghe, bao đẹp cho mấy hàng đây, hàng thương hiệu của David cho em nghe này. Hàng này hàng của hàng xịn luôn, hàng David là hàng chắc đẹp lắm. Rồi là mã việt vàng em có 2 size nha cả nhà, size nhí và size cổ 10kg tới là 30kg size và từ 40kg cho tới là 65kg quay đầu nha. Rồi, đẹp chưa? Mã việt vàng cho em nha, việt vàng đẹp chưa? Đó, mã việt vàng cho mấy chị ạ. Hôm nay thun cô tâm tím thẩm, việt vàng này con trai gắn được nha. Bé gắn bé cha mẹ được hết toàn bộ dùm em việt vàng. Hai mẹ con mẹ cặp lên, chiếc mai có đơn nha. Con trai con gắn được cho em nha, hàng thương hiệu đây biết là bé gắn bé cha mẹ được hết toàn bộ. Đây nha dùm em chị nha, con trai con gắn được dùm em. Đấy, rất là dễ chịu mấy chị. Hàng đây mặc thoải mái nè. Đấy, mã việt vàng nha, bé gái bé cha mẹ được hết, mẹ cặp gia đình cho em bao đẹp luôn á. 10kg tới 30kg và từ 40kg cho tới là 65kg nha. Cũng size to lắm, cái này cũng size to chị nha. Rồi 101, size nhí 101 và size đại là 104, em có 2 size thôi. Nhí và cổ. Size nhí và size cổ nha. Rồi lấy mã việt vàng cho em, chị cho mã việt vàng cho em nha. Size nhí và size cổ cho em. À, dạ ok chị Kim Mon với em nha. Rồi ok chị. À, đưa chị bộ sọc đi. Đây, cái này là cái áo nè. Đây là áo nè. Còn một cái nè. Cho lắm áo gấu nha, gấu nè. Áo gấu cho em gấu đỏ bao nhiêu tiền vậy? Rồi em còn áo gấu đỏ size 12-13kg, gấu đỏ em còn cái áo với gấu đỏ 12-13kg nha. Áo cho mấy gì? Gấu đỏ. Gấu đỏ là xem mấy chị là giá như ta. Em không lấy việc bà thiết ma đem, không lấy việc. Rồi gấu đỏ đây size bé 12-13kg nha. 12-13kg size nhâm, bạn gấu đỏ xem lúc cả gia là giá là như ta 769 nha. Gấu đỏ 69k hàng thương hiệu G nha, hàng cao cấp cho em nghe nè. Rồi 69k gấu đỏ cho em nha. Mẹ áo gấu đỏ này 69 nha. Em còn một cái size bé 12-13kg size nha, 69 nha. Rồi lên mạng gấu đỏ nha, gấu đỏ 69 nha. Gấu đỏ em chốt chị anh Phan 69k mẹ mắt, gấu đỏ đẹp lắm. Em còn áo gấu trắng này, gấu trắng là size M 40kg cho tới là 4, à cái này 50kg được nè. 53-55kg. Rồi cái này tầm 45kg tới 53kg nhé. 45kg tới 53kg size cho em áo gấu trắng này, size M 45kg tới 53kg được nè. Rồi áo gấu trắng, này xem đốt cả nhà là giá 85.000 size đặc size cổ. Size cổ xem mấy chị 85k nha, gấu trắng là chắc đẹp quá mấy chị ơi, chắc đẹp lắm. 85k của áo nha, tầm 45kg size M ha. Gấu đỏ em hết rồi chị, gấu đỏ hết rồi, còn cái áo này gì. Rồi việc vàng em chúc chị Trâm nha, Ngọc Trâm 30kg với lại 60kg em chúc chị Phan Ngọc Trâm có đơn nè, ok chị yêu. Rồi gấu trắng này có một cái chị ơi, em còn có một cái gấu trắng thôi, size M. Gấu trắng này còn một cái size M cho em nha, tầm 45kg tới là 55kg, 53kg được nè, 55kg cũng được. 45kg tới 55kg nhé, rồi lắm bằng gấu trắng còn một cái áo gấu trắng tặng cả nhà 85.000. Gấu trắng tặng cả nhà 85k với em nha. Ôi cái này mày cưng quá, bao nhiêu ký á? Còn cái này
Đầm này con. Trời ơi em còn cái đầm hoa xem nó cả nhà 80.000 gốc, đáng em chúc chị Thu Vy Nguyễn 85.000. Cái đầm hoa size bé 25kg cho em nha. Cái đầm hoa 25kg 26kg, đầm hoa 25kg 26kg bạn đừng nhắn cái đầm hoa đây Phương nó xem cả nhà là 80. Cái đầm hoa là 80.000 cho em nha. Hàng đây hàng của thằng Mickey Mum á chị, hàng Mickey Mum này chắc đẹp lắm, đầm hoa từ 25kg 28kg. 25 đến 28kg mà đẹp cho em nha, đầm hoa. Ôi cưng quá à, chị để cho mã đầm hoa giúp 25 đến 28kg đầm hoa nè, xem nó cả nhà là giá 80.000. Đầm hoa hả? Rồi ok đúng rồi chị Trâm. Em chốt chị hai bộ cho em nha. Đầm hoa này chắc lụa cho em nha, mặt đẹp mà nhẹ nhàng lắm. Rồi để em lên cho. Tặng cả nhà là giá 85.000 ha. 80.000 cái đầm hoa này có 80.000. Mã đầm hoa cho em 80.000 với em nha. Dạ có, để em lên bộ cái chai cho. Bé cha đi con. Đầm hoa 80.000 với em nha. Bé cha rồi để em lên cho. Trời ơi đẹp quá giùm em trời ơi. Hàng của Lido này. Trời ơi là một bèo xanh nha, mã bèo xanh này. Cái bèo xanh với em nha, 10kg đó là 27kg size 80-90 bèo xanh cho em nghe hàng của Lido nhá sale. Ủa màu xanh đó chị ơi, mã bèo xanh cho em nghe này. Đẹp quá, 80.000, 90.000, sao biết là 10kg tới 27kg size nha. Rồi là một xanh này, bèo xanh đó, mã bèo này. Bèo xanh nha, mã bèo xanh cho em nghe, hùn đùi nè, size tầm bé 27kg lại nha. Dạ 12kg tới 27kg size cho em nghe, 80-90 ha. Size nhí 80, size đại 90 với em nha. Rồi, đẹp quá. À, bộ bèo đó, cả nhà bèo nữa này nha, xinh lắm. Mã bèo xanh cho em nghe, chắc hơi bị đẹp, chưa xuất sắc luôn á. Mã bèo xanh nha, hàng này Lido cho em nghe nè, hàng đẹp chưa. Xuất sắc luôn mấy chị, 80-90 cho em nha, tầm 27kg quay đầu thôi. Em có size bé tầm 12kg tới 27kg cho em nha. Đó, rồi là mã bèo xanh cho em nghe, hả, đẹp ghê luôn á. Hay bộ nâu, đồ nã nâu đi, nâu cho nó dễ chịu, nã nâu. Tầm từ 10kg tới là 27kg size nha, bộ nâu này. Rất đẹp lắm chị, mặc xuống lắm, hàng phun cô tông chính phẩm hết toàn bộ cho em nha. Cái bộ đây mặc lên bao đẹp đó ha. Rồi là mã nâu chị chúc mã nâu cho em nghe, bộ nâu. Tầm bé 10kg tới là 27kg size nha. Dạ 10 đến 27 cái size bộ bèo này hả, cưng nghe chưa. Rồi nâu này tặng lúc cũng nhà là giá là 80 ha, size nhí 80.000 và size đại 90.000. Rồi chị giúp mã nâu cho em nha, nâu 80-90 size bé tầm từ 12kg tới là 27kg nhắc nâu. Rồi dạ 12 đến 27 cái size chị giúp mã nâu cho em nha, bộ nâu. Rồi bao đẹp cho em nha, gói em hết rồi chị ơi, gói được có mấy cái thôi. Rồi em mã sọc nha, sọc cho em nha, sọc còn bao nhiêu ký. Mã sọc cho em nha, 10 đến 65kg mã sọc nè, gốc. Trời ơi, đã mã sọc nha, cả nhà ơi, bộ sọc nè. Không được ngố mẹ bé cho em nha. 101, 102, 103. 101, 102, 103 ha. Rồi, gấu sọc nè, không được ngố bé gái, 10kg tức là 65kg mặt đẹp nha. Rồi, bộ gấu này, mẹ cặp 102 mẹ con, bao đẹp luôn á. Sai nhí, sai lại và sai cồ, 10kg tới 65kg nhắc mã gấu. Gấu. Rồi, mã gấu cho em nha, bộ đùi ngố cho em nha, mẹ cặp 2 mẹ con, dễ mắt. Rồi ok giờ đếm ra nha. Mẹ cặp hai mẹ con với em nha. Rồi xem nó cả nhà là 101, 102 và 103, ba size. Nhí đại cồn có đầy đủ hết. Dạ 10 kg tức là 65 kg mặt đẹp nha. Đẹp quá. Rồi sọc này bé gái nha các bạn nha. Ơi một sọc bé gái không được ngố cho nha. Không ngố mặt xinh xinh lắm. Rồi, là mã sọc cho em mấy chị diện giúp mã sọc. Bé trai chị độ ok để lên bé trai nha. Rồi là mã sọc cho em nha. Rồi sọc mấy chị nha. Rồi sọc với em mấy chị. Áo khoác em có chị ơi chứ. Sọc với em á. Có khó hay. Rồi để em ăn khót chưa. Rồi chắc chắn mã sọc cho em nghe, 10kg tới là 65kg bộ sọc nha. Rồi bộ đây 95k này, bộ siêu nhân này tầm bé 10kg tới là 23kg size. Mã siêu nhân 10 đến 24kg size được nè. Rồi là bộ siêu nhân em còn có màu đây nha. Rồi là mã siêu nhân cho em nghe là 95k bộ nha. Mã siêu nhân cho em nghe 95k size đến 10kg tới 24kg size bộ siêu nhân, màu nâu. Đó, siêu nhân nhân gấu em chú chị đổ kiều 18kg và lại 65kg em chú chị một cặp nha. 18 và 65kg một sọc này. Trời ơi, bộ nâu cả nhà mã nâu nha, 10kg đó là dạ có. Chị mấy chị chờ em chút xíu, mỗi chị chờ em chút xíu đi. Cả nhà cứ lên hối em này, cứ từ từ em lên cho. 10kg đó là 24kg size nha bộ nâu. Mã nâu em có size đến 10 đến 24kg size bộ nâu cho em nha. Bộ nâu này cái quần nó đẹp quá chị ơi. Bộ nâu là chắc ba đẹp với chị em bộ mệt thích lắm cho em nha. Xe nó cả nhà là giá là 95k bộ nha, quần kaki cho em nghe này. Quần kaki với em mấy chị nha. Rồi lên nha mã nâu cho em nghe, phổ nâu 10kg nhé, cho tới là 24kg size. 10 đến 24kg từ số 1 tới số 8 cho bộ nâu. Rồi tặng nốt cả mỗi là giá 95k bộ cho em nha. Dạ 95k một xé cho em nghe, chắc phải bao hàng cả nha. Kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Rồi 95k bộ cho em mã nâu cho em nghe. Phổ nâu này 95k bộ thôi, chắc đẹp quá mấy chị ơi.
đẹp mê luôn á. Size bé tầm 10kg tới 24kg size nha mọi nâu. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 95.000. Mã nâu tặng nốt cả nhà là giá 95 cao bộ cho em nha. Bộ nâu 95.000. Riêng bé trai em ít lắm chị ơi, còn mấy bộ à? Cái riêng bé trai còn em riêng thôi chị Lan tầm. Rồi em lên áo đỏ, chị chúc áo đỏ cho em nha. Ồ đẹp quá chị, áo đỏ cho em nè. Rồi 70.000 mà áo đỏ cho em nha. Áo đỏ cho em nha. Rồi chị chúc áo đỏ cho em nha, áo đỏ cho em nha nè. Rồi 30kg nha, áo đỏ cho em nha nè. Nâu nè em chốt chị à, thịt Nguyễn có đơn á, nâu. Nâu này size bé tầm 17kg size, ok chị yêu nè, mã nâu đẹp quá. Rồi chị chúc mã nâu chị em. Size bé tầm 23kg lại có size bộ nâu. Dạ 10 đến 23kg size nha. Áo đỏ tặng cả nhà 70.000. Áo đỏ 70.000 với em nha. Size M. Áo đỏ này em có size M thôi, size M một size. Trời áo này có size bé tầm từ 25kg tới là 32kg đi, 25 đến 32kg nhé. 25 đến 32kg áo đỏ cho nha, tặng cả nhà là 70.000. Áo đỏ từ 25 đến 32kg áo đỏ 70.000. À, hàng này hàng phun mài, hàng nó hàng Quảng Châu trong nha, chất đẹp lắm chị. Từ 25kg cho tới là 32kg nhé. 25 đến 32 cái áo màu đỏ trong nha, mài cớ trong nha, hàng Quảng Châu chất xịn lắm chị. Rồi xem nó cả nhà là giá 70k một áo cho nha. Áo phun mới cho này, cớ trong nha. Rồi 70.000 từ 25kg cho tới là 30-32kg có size. 25-32kg chất size. Tặng nút cả nhà là giá 70.000. Rồi áo đỏ này em chúc chị nhiều kem có đơn ha, 70.000. Đỏ này em còn được mấy cái chị chất nút cho em nghe đi. Chắc đẹp quá trời luôn, 70.000 áo hàng Quảng Châu sự so. Tầm bé từ 25kg nha, cho tới là 32kg size. 32kg, 33kg gì cũng được cho em nha, màu đỏ mày tốt màu đỏ là ba đẹp rồi cả nha. Rồi ok chị, em chúc chị Vương Phạm có đơn áo đỏ cho em nha. Rồi, 70.000 áo cho em nha. Chị chúc áo đỏ cho em nha, 70k. Mà áo đỏ cho em nha, 70.000 với em nha. Chắc đẹp lắm, mấy chị kinh em đi. Mấy chồng mày xuống kì luôn. Em cho mấy chị con lại mẫu cho em nha, tầm từ 25kg cho tới là 32kg. 25, 32, 33kg cũng được cho em nha. Dạ 70.000 áo thôi. Quá trời xinh luôn á. Áo màu đỏ mấy chị mặc tốt cho em nha, xinh lắm. Hàng Quảng Châu, không này không bao xịn sò. Rồi 35kg được luôn. Không, cái này còn 35kg giùm em. Từ 25 đến 35kg mặc đẹp nha. Trời, 25 đến 35kg size cho em nha. Áo đỏ từ 25 đến 35kg mặc đẹp nha. Rồi áo đỏ cho em nha. 25 đến 35kg giùm em á, áo đỏ. Tặng nốt cả nhà là giá là 70.000 áo cho em nha. 35kg mặc thừa giùm em. Tốt mấy chị mặc áo đỏ cho em nha, không còn bao sướng rồi. Rồi xem nó cả nhà là giá 70.000 với em nha. Đấy, áo đỏ em còn mấy cái, cả nhà em cũng phụ chốt đấy. 70.000 với em nha, áo đỏ cho em nha. Rồi trên này còn size tầm 10kg tới 23kg đấy. À, áo lẻ bé gái chị. Rồi mấy chị chờ đi, chị chờ em xíu nha. Rồi là màu đen này, màu đen á. Đây, màu đen bé trai nha, 10kg tới là 23kg size màu đen. Rồi bộ đen cả nhà 10 đến 23 cái size màu đen 130 đi ha. Đen 130 cho nha nè, chị cho màu đen á 130. Size bé 10 kg nha, cho tới là 23 cái size. 130.000 sale nó mọi mấy chị là 130 nguyên một set xin gói khung cho em nha. Bùn xin gói khung cho em các chị em 10 kg tới là 23 cái size ha. Chị cho màu đen nè, rim đen với chị thằng cục đen hay cục đen. Mã cục đen nha, size bé 10 kg tới 23 cái size mã cục đen. Rồi sale nó cả nhà là giá 130.000 nha. Bùn xin gói khung cho em nha, cục đen. Rồi, co giãn cho em nghe chị, có đồ co giãn nhẹ nhàng. Đây em chị nha, có đồ co giãn cho em nghe nè, xuống á, co giãn cho em chị nha. Nhưng mà cái đồ co giãn ít lắm chị, cái này co giãn ít lắm nha. Quần này co giãn ít, quần này co giãn ít rồi. Rồi, đây cầm em màu đen nha, đen này 23kg lại, quần này co giãn ít cho em chị nha. Rồi, chị giúp mặt đen á chị nha, đen á 130. Chị xin áo phun cho em nha, đen 130. Rồi chị chúc mã đen cho em ha, đen 130. Đây. Ủa đây bộ chữ nè. Chị lấy bộ chữ vàng nè. Chữ vàng có size bé tầm 12kg nha. Đen 16kg em chúc chị Nhi quần có đơn nè. Màu vàng size bé 12kg cho tới là 25kg đấy. Màu vàng này. Bộ đen là 160.000 ha. Rồi hàng đây hàng thương hiệu của Debit nè, size bé tầm 13kg nha, cho tới là 25kg cái size. 13 đến 25 26kg đẹp nha. Mình có bộ có dễ mạnh này. Còn đây 160.000 nha, mã chữ vàng. 13kg cho tới là 25kg 26kg được. Còn số 9 là 10 đến 26kg nha.
đen một bạn, đen 15 kg chú chị Thảo kho màu đen luôn. Rồi lên cái màu đây cho em nha. Màu đây là 160.000 á. Dạ có, em chị xíu. Cái này là mã vàng á, đen 20 kg chú chị Hà hẹn có đơn á. Rồi lên màu vàng cho em á. Rồi màu đen là 130.000. Rồi màu đây hàng thương hiệu đang chích thì giá là 160, size 13 kg, tức là 13 kg, tức là 26 kg nhé. Cái này co giãn cho em nha, cái chất này co giãn. Ok chưa? Cái chất này co giãn mạnh luôn á, đẹp lắm. Màu vàng nha. Đây đây còn mấy bộ hai size bé tầm 12 kg tới là 26 kg cái size. Rồi là mã rim vàng nha, rim vàng này, vàng 16 kg nha, 160 em chứ chị Như Quỳnh có đơn. Đẹp lắm chị. Rồi vàng á, vàng 25 kg này. Vàng 25 kg chứ Thanh Thành. Rồi, cột 25 kg chứ Thanh Thành. Chị Lina vàng em hết 25 kg thôi. Vàng này còn size bé 10 đến 15 kg thôi. Em còn size bé là 10 đến 15 kg nhé. Màu vàng này còn hai bộ thôi, chị Lina chọn xong cái màu khác cho em nghe đi. Lên cái này lên màu khác cho. À, xả đen cho em, ok chị Như Quỳnh xả đen đi em. Trời, chị lấy màu trắng này chị ơi, trắng có size bé chị này. Màu trắng có size bé chị Lina này, Lina lấy màu trắng không? Màu trắng thì đẹp lắm, chữ trắng 160, size bé tầm 10 kg tới là 30 kg size nha. Dạ 10-30 kg size cho em nha. Rồi lên mã rim trắng cho em nha. Dạ 10-30 kg size này, đẹp ghê luôn á. Rim màu trắng cho em á, 10-30 kg size cho em nha. Mã rim trắng xem nó cả nhà là giá 130. Quả 160 quên, sorry, hàng của David. Rồi 160.000 màu trắng đó chị. Đổ sang màu trắng đẹp không? 10-30 kg size cho em nha. Rồi màu trắng cho em nghe nè. Chất này có dạng thoải mái cho em nghe chị nha. Mặt xuống lắm, màu trắng cho em nghe. Rồi 10-30 kg size cho em nha. Mã rim trắng, các bạn mã rim trắng cho em 160. Hàng thương hiệu David. Rồi chất đẹp lắm, trời ơi, đúng chưa? Rồi 10 kg tới là 30 kg size nha. Trắng nha, trắng lên chút chị Lina có đơn cho em nghe. Dạ đẹp lắm chị ơi, yên tâm cho em nghe. Chất vải mặt xuống lắm chị. Trắng 25 kg cho chị Lê, 25 kg size cho em nha. 160 em chút chị Kiều Kem, 30 kg size cho em nha. 160. Còn trắng này còn bộ 22 kg, 20 kg 22 kg size. Còn bộ trắng nhất 20 kg, 22 kg size số 7. Còn bộ nâu, em còn một bộ đen nâu size 13 kg, 14 kg nâu, còn xếp 13-14 kg size bộ nâu. Còn trắng 17 kg, trắng 17 kg hả? Nâu bao nhiêu ký? Cái đây còn 52 kg chị. Hả? 52 kg. Rồi nâu tầm 22 kg lại nha, con số mấy? Số 7 á, số 8. Số 7, số 7. Rồi 10 đến 22 kg cho em nha, trắng 17 kg. Trắng 17 kg á, em chốt chị Hiệp Nguyễn có đơn. Rồi màu nâu nè, 10 kg tới 22 kg màu nâu nha, màu nâu. Em còn nâu 10 đến 22 kg bạn nâu cho em nha, nâu đẹp quá. 10 đến 22 kg 160 nâu. Rồi trắng em hết rồi chị Trọng Nguyễn em hết trắng rồi. Màu nâu 10 kg tới là 22 kg thì lấy màu nâu chị, chồng nghĩa lấy màu nâu đi, cũng 160 hàng thương hiệu của David cho em nha nè. Chất đẹp lắm, hàng này mặt đẹp lắm chị nha. Rồi chất hàng không xịn cho em nha, tầm 10 kg tới là 26 kg, 10 kg tới 20 kg size, 22 kg size màu nâu, còn em mặt nâu cho em nha, 10 đến 22 kg size. Em còn số 7 là lớn nhất cho em nha, là cái phông cũng to. Rồi xem nó cả nhà là giá là 170 nha, 160.000, nâu 160. Rồi nâu nha chị nha, chị Lâm mà nâu cho em nha, nâu đẹp lắm chị, lấy nâu đi. Rồi em lên màu đỏ đây. Màu đỏ là 10 đến 26 cái size nha, màu đỏ cho em nghe. Đó, cũng hàng của đẹp biết cho em nghe, phim đỏ. Rồi 10 đến 26 cái size cho em nha. Ô, màu đỏ đẹp quá à, size số 9 lớn nhất cho em nha. Rồi 160.000 này chị chút đỏ cho em nghe, đỏ đẹp quá. Trời ơi, xinh quá mấy chị ơi, màu đỏ cho em nghe, hàng thương hiệu David cho em nghe, đỏ luôn đi. Xuất sắc chưa? Size bé 26 kg quay đầu cho em nha, 12 đến 26 kg em có size, một đại kim đỏ, nó phối một trắng này, đỏ phối trắng cho em nghe, có chữ cho em nha. Rồi lên màu đỏ cho em nghe, chị chút màu đỏ cho em nghe, tầm 12 kg tới là 26 kg nhé, 160.000 hàng thương hiệu David cho em nha. Rồi trắng em chút mấy bộ, trắng chút hai bộ đi nha, chút hai bộ. Rồi lên màu đỏ cho em nha, chị chút đỏ 12 kg cho tới là 26 kg, 12 đến 26 kg size cho em nha. Rồi lấy đỏ của em màu đỏ cho em nghe. Bộ đây mặt không đẹp thôi á, mặt tết cho nó bao sang luôn. À, đỏ mặt tết nha, đấy tết mặt đỏ cho nha, dễ thương lắm. Rồi phối tay màu trắng nhá, bộ đây đẹp nè chị, lấy bộ đây giùm em đi, bộ đây cưng lắm. À, bộ đây có size bé 25 kg lên 26 kg về đầu, còn số 9 12 đến 26 kg cho em nha. Rồi chị này chắc là đỏ cho em nha ha, đỏ sale nó cả nhà là bộ đây là giá 160. Bộ đây size bự nè, màu nâu nè, nâu này còn hai size bự với em nha. Cái này có size bé tầm 35 kg quay đầu được nè, 35
Rồi lên bộ nâu nha, 30kg. Ô, bộ nâu 32kg. Nâu này 32kg đi. 30kg, tức là 35kg đấy, bộ nâu 30kg, 35kg size nha, bộ nâu này. Ôi chắc này cả nhà ơi, 170.000 size đại cho em nha. Bộ nâu này hàng thương hiệu của David cho em nha luôn. Tầm 30kg, 35kg size nha. Rồi, hôm nay là hàng của Win BB, hàng Win BB cho em nha. Hàng hãng cho em nha luôn á. Rồi lên bộ nâu nha, xin nâu này nguyên xích của Win tầm 30kg, 35kg size. 35, 36 gì cũng được á. 30kg, 36kg size nha, bộ nâu. Còn em mảnh nâu em còn có 2 bộ thôi. Đẹp lắm á, bộ đi xa đại là 170.000 với em nha, nâu 170. Nâu này em trước thì Phương Vi Nguyễn có đơn á, 170 với em nha. Rồi nâu này còn 130kg, 33kg size, nâu. Ờ, riêng dài cho bé, riêng dài cho bé để em coi được có một chút, em like cho. Rồi, nên nha, màu đây bộ nâu nha, 30kg, 32kg size cho em, đẹp quá. Bé gái chị rồi, ok. Bộ đây đẹp lắm, chị tranh thủ chút bộ đây, đây còn một bộ duy nhất thôi. Bộ nâu bé gái, bé trai cho em nha, nâu bé trai còn xếp á. Tặng cả nhà là 170.000 cho em nha. Nâu bé trai 170 với em nha. Trời, nó mã nâu cho em nha, 170. Xám, còn mấy bộ xám này. Bé gái chị rồi, ok, bé gái. Bộ đây 10 đến 26 cái size nha, một xám này, bộ xám 150, hàng đây, hàng của Win BB cho em nha nè. Rồi lỗi. Rồi, lên bộ đây bao đẹp với cả nhà nha. Rồi, lên bộ gấu cho em nghe, bộ đẹp quá, chợ xuất sắc là 150 nha. Size bé tầm 10kg, tức là 26 cái size, bộ gấu xám nè. Hàng của Win BB cho em nghe nha. Rồi xem nó cả nhà là giá 150, gấu xám 150, 10kg cho tới là 26 cái size, 26-27 cái được nha. Rồi 10-26-27 cái size nha, mạng gấu xám. Xem nó cả nhà là giá 150 cho em nghe nha. 150 cao bộ cho em nghe. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. 150 cái màu xé cho em nha rồi. Cưng nghe chưa? Đó, xem cái lọc cái line quần cho em nghe là mặt bao đẹp lên một cái độ cao dạng cái này. Đó, xinh lắm mấy chị nha. Màu sáng rồi, mấy màu sáng cho em nghe. Xám. Size bé tầm 10kg nha. À, cho tới là 30, 10kg tới 10, 26, 27 cái bộ nha. Màu sáng. Tặng cái giá là giá 150. Màu sáng 13kg cho chị Lê Phương. Số 9 chị ơi, cái này size số 9 thôi. Để em coi thử có to to không, em lấy cho. 13kg cho chị Lê Phương. Tại con số 9 nó to nha, tại hàng Win BB nó thường thường nó cũng to. Không, cái này size không to đâu, cái này tầm 25kg lại. Cái này tầm 25kg lại vậy nha. Màu xám còn 25kg lại thôi. 10kg tới 25kg size chị nha. Cái này không có to, cái này không có sơn. Cái này size 30kg là mệt hơi bị chặt rồi. Tầm 25kg lại thôi, 25-26kg quay đầu thôi nha. Màu xám còn mấy bộ này, đẹp lắm. Buồn cái áo thun cho em nghe là chắc bao hàng rồi. Rồi bé trai, bé gái đúng không? Rồi ok bé gái. Buồn nó có giảm mạnh. Nhà nó có giảm mạnh đó chị. Trời ơi đẹp quá. Rồi lên một cái đầm vàng với chị, đầm vàng nha. Size bé tầm 10, hàng đây hàng của Mickey nè. Hàng thương hiệu Mickey cho em nghe nha. Size bé tầm từ 23-24 với lại cái size nha. 23kg là cái size, 12-23kg size, 24kg được chứ, 13-24kg nhé. Rồi là một cái đầm hoa vàng, đầm vàng. Tặng gánh nút cả nhà là giá là 100.000 một tầm. Đầm này 100k một đầm nhé chị nha. Phố cổ ren cho em nha, hàng đây hàng của Mickey á. Phố cổ ren á, 100.000. Rồi đẹp quá chị, ở đầm vàng 100.000, size bé 12kg nhé. 12kg nhé, cho tới là 24kg size. Ở cái đầm hoa vàng mấy chị nhẹ nhàng cho em nghe, hàng thương hiệu Mickey á, đẹp sướng lắm. Rồi là mã đầm hoa vàng nha, xem nó cả nhà 100.000, hàng của Mickey cho em nha, hoa vàng 100.000. Size bé 24kg quay đầu cho em nha. Trời. 10kg cho tới là 24kg đầm hoa vàng 100.000. Ô bộ đây còn mấy bộ hả? Ủa được, set đây còn mấy set đây? Còn nhiêu đây hả? Đưa riêng chị lên cho. Rồi em là một loạt bộ đây, bộ cam nha, gấu cam 10kg nha, cho tới là 24kg gấu cam 101.000, 10-24kg nha, hàng đây hàng của Su Xin Chít nè, không được ngủ nha, 10-24kg size gấu cam. Rồi đẹp ghê chưa, gấu cam nha, hàng của Su Xin Chít cho Nga xem mấy chị là 101.000 nha, 10kg-24kg size nha, gấu cam 101.000. Dạ đây là hàng của Su Xin Chít nè chị, đây này hàng của Su Xin Chít nè, 10kg-24kg nha, gấu cam là hàng thương hiệu hết. Đa số em làm chị là hàng thương hiệu hàng lớn, một là Lido, hai là David, hai là ba những cái hàng thương hiệu siêu thương chiếc nè. Rồi 10kg tới là 24 cái size nha, 10-24 cái size gấu cam này. Này tung mặt đẹp mà mát đúng không chị? Mấy chị là mua là mấy chị biết rồi đúng không? Mặt đẹp mà mát kỳ luôn.
là 10 cái tất 24 cái size, nhưng mà gấu cam nó xem mất cả nhà là giá 101.000 thôi. Gấu cam 101k, 10 cái tất 24 cái size cho nha, gấu cam 101.000 thôi. Rất là đẹp và rẻ. Rồi lên mạng gấu cam 10 cái tất 24 cái size nha, gấu cam 101.000. Rồi em là áo cóc rin này cả nhà. Cái này lai chậm ha. Nhiều mẫu mới và chậm. Rồi 22 kiếm với chụp băng chuông nhân gấu cam. Quần xin váy xin như bé 40kg không? Dạ hết chị ơi. Cam và vàng, vàng 22kg em làm vàng, băng chuông lấy làm vàng 14-30kg các size này. Trời ơi đẹp quá. Áo xin nè. Gấu cam 20kg em chứ chụp hoa lê có đơn nha. Trời ơi áo riêng cho em nghe này. 30kg quay đầu cho em nha. 14-30kg 32kg quay đầu cho mấy chị nha. Rồi áo riêng cho em nghe này. Trời ơi riêng đẹp quá. Áo riêng này tặng nốt cả nhà là giá 90.000 cho em nha. Áo riêng này 90.000 áo cho em nha. Trời ơi áo riêng này 90.000 áo thôi. Size bé tầm từ 14-30kg nha. Riêng xanh mã số 1 đi. Cái này mã số 1 cho mấy chị. Trời ơi đẹp quá. Rồi 90.000 áo thôi. Chị chúc mạng tin nha. Mã số 1 cho em nghe 90.000. Rồi lên mã số 1 cho em nghe 90.000 cho em á. Trời đẹp quá. Còn chị Hoa Lê cái hàng xu xin chích lấy giá lên đi chị Long nha. Trời lên một đây một áo riêng cho chị mã số 1 cho em nghe này. Size 14kg tới là 30kg size cho em nghe. Chắc đẹp lắm mấy chị ơi, mê luôn á, 90.000 áo thôi. Chai gái mới được hết toàn bộ nè. Bé gái mấy chai này được hết nha, hàng xịn luôn á. Các bản mềm lắm chị, 14kg tới cho tới là 30kg size nha. Trời lên mã riêng cho em nghe, áo khoác riêng hay mặc áo xung áo khoác hay giải khoác riêng cho em nghe. Trời áo này đẹp quá. Thôi cái này mê luôn anh, thật cái 90.000 mua luôn á. Cái này đẹp lắm. Rồi lên mã riêng cho em nghe 90.000 với em nha. Rồi mã số 1 cho em nghe 90.000. Rồi em lên mã số 2 này, mã số 2 nha. Đây là mã số 2 cho em nghe này. Cũng tầm 14kg tới 30kg size nha. Giờ 90.000 áo này, mã số 2. Rồi chết là cái mã số 2 cho em nha. Mã số 2 cho em nghe 90.000. Size tầm từ 14kg tới là 14kg tới 30kg size nha. Rồi mã số 2 cho em nghe này. Áo riêng này cả nha, mềm lắm, chắc riêng này mềm luôn nha. Rồi 90.000 mà áo cho em mấy chị nha. Rồi lên mã ha, áo hốc đi không có, chị áo gió có. Rồi lên mã số 2 cho em nghe ha, 90.000 ha. Chị có mã số 2, áo này quá đẹp luôn. Size vé tầm từ 14kg tới là 30kg size cho em nha. 14-30kg size nha. Rồi tặng nốt cả nhà là giá 90.000 cho em mã số 2, 90.000. Mã số 2 90.000 cho em mấy chị nha. Rồi em lên mã số 3. Rồi mã số 2 với chị nha. Mã số 2 cho em nha. Mã số 2 là 10kg tới 22kg cho em nha. Em qua màu khác cho. Rồi hello Thanh Thảo, à, chị Thảo Nguyễn. Rồi áo sơ mi bé trai nè. Cái này size với 20kg 22kg nha. Sơ mi vàng tặng mốt cả nhà là giá 45.000. Sơ mi vàng các đồ có dạng cho em nha. 45.000 sơ mi vàng 20kg 22kg sơ mi vàng 45.000. Áo sơ mi vàng 45k cho em nha. Sơ mi vàng hàng của Su Chinh Chích này. Rồi rồi lên bao đẹp nha cả nhà nha. Sơ mi vàng 45.000, size bé tầm từ 20kg cho tới là 25kg size, 20kg tới 25kg nha. 45k mẻo cho em nghe. Không có áo kiểu chị, bên em là chuyên đồ bộ, ít áo kiểu lắm. Rồi em là màu đỏ nha, chị thích màu đỏ cho em nghe nè, đỏ. Rồi màu đỏ sắc nách nha nha, đỏ sắc nách 10kg tới 24kg size màu đỏ nè. Thun này thun cô tông chứ mấy chị, 80.000 một set cho em nghe, 10kg tới 24kg size nha màu đỏ. Đẹp cái luôn á chị nha, đẹp lắm, 10kg tới 24 cái size đỏ nha. Rồi 80.000 bộ cho em nha, chị chốt màu đỏ. Sơ mi vàng em chốt chị à, vỏ thu lạc có đơn cho em nha, 45.000. Rồi lên màu đỏ cho em nha, chị chốt đỏ cho em nha, màu đỏ 10kg tới là 24 cái size. Rồi bộ sắc lắp cho em nha, bé trai. Sắc lắp bé trai cho em nha. Rồi xem nó cả nhà là giá 45, giá là 80.000 bộ nha. Đỏ 80.000 bộ ha, phun tô tông cho em nha. Chắc mặt đẹp ghê luôn á. Rồi 80.000 một set cho em nghe 10kg nha. Cho tới là 24 cái size, 10 đến 24 cái size màu đỏ cho em nha. Xem nó cả nhà là giá 80.000 bộ không. Rồi đỏ cho em nghe 80.000 bộ nha. Rồi chị chúc mặt đỏ cho em nghe 80.
ơi, nó mũ hồng á chị ơi, chú mũ hồng cho em nghe hồng. Sơ mi với trai em có ít lắm chị, đếm lên chưa? Rồi màu hồng này size bé tầm từ 22kg nha. Cái này 22kg tới 30kg nè, 22kg cho tới là 32kg size màu hồng, 22-32kg size nhân hợp. Là một mũ hồng xe bộ đây là giá 120. Rồi mũ hồng bé gái nha, 120.000, size tầm từ 22kg tới là 32kg nha. Rồi là mũ hồng, cô gái hồng cho em nha. Này, xe lốc cả nhà là giá 120. Ở ship dài tay cho em nha, hàng này hàng đẹp lắm cả nhà, 120. Giờ tay 120.000 với em nha. Size tầm bé từ 22kg tới là 32kg. Có mũ cho em nghe là hàng da cá chất dày. Rồi, cái này là mặt hàng khung lên, hàng thỏ thao nha. Rồi, 40kg bộ đây không có nha em chị. Rồi, bộ đây có size tầm 32kg quay đầu cho em nha. 32kg quay đầu nè. Rồi, là màu hồng chị, cái mã hồng ha. 32kg quay đầu cho em nghe hồng. Bộ đây 120.000 á. Hồng đây của bé gái cho em chị. Bộ hồng của bé gái chứ. Rồi em lên bộ đây, bộ xanh nè. Hàng đây còn lưỡi đô thỏ xanh nha em, thỏ xanh. Rồi thỏ xanh cho em nghe, thỏ xanh biết giá cho em nghe nè. 12kg tới 30kg size thỏ xanh cho em nghe, thỏ xanh nè. 12-30kg size nha, 27kg size còn số 9 nè. Rồi bộ thỏ xanh này xem nó cả nhà là hàng đây, hàng của hàng Lido thì xem cả nhà là giá 90.000 đi. 90.000 bộ size bé tầm 12kg nhé. Này thun cô tâm 12kg tới là 27kg size. 12-57kg size cho em nha. Rồi là một màu xanh này, thỏ xanh. Mã thỏ xanh cho em nha, 12-57kg size mã thỏ xanh cho em nha. Thỏ xanh 12-57kg giúp em á, mã thỏ xanh. Rồi em xem nó cả nhà là giá là 90.000 một set. Thỏ xanh cho em nha, 90.000 bộ cho em nha. 12kg nha. À, cho tới là 27kg size, 12-57kg thỏ xanh. Hàng bé gái hàng video á. Rồi 90.000 giá trị thỏ xanh là 90.000 ha. Rồi là mã thỏ xanh cho em nha, 90.000 bộ thôi. Ở mấy chị chiếc ao đã vô lại quá, mai gì vậy? Cả nhà đang xem live mấy chị, live chậm dữ. Bộ đồ bé gái 40kg em. Đây em là bộ đây, bộ 10kg, 16kg này. Bộ bộ màu cam nha, mặc cửa màu cam không được ngố này. 10kg tới 10-18kg size màu cam nha. 10-18 cái size này một cam. Rồi đếm lên cho thỏ xanh 21kg cái sô cô la vậy em nè. 21kg cái size. Bộ đây 90.000. Rồi lên bộ đây xem đó cả nhà luôn nè. Rồi có bộ cam 10-18 cái size như một cam. Không được ngố á. Hàng đây đẹp lắm cả nhà ơi, khung này bao đặt tao hàng cái này là lai là hàng khung cô tông chính phẩm hết. Rồi lên một cam 10kg tới 18 cái size nha. Cam sale nó cả nhà là giá 75.000. Không được ngố nha. Cam 75, cam 10kg tới 18 cái size một cam 75.000. Rồi là một cam cho em nha, 75k nha, 10-18 cái size, một cam 75 nha. Rồi chị cái mã cam 75k với em nha. Em có size là 10-18 cái size, một cam 75.000. Đây là hàng Lido nè, size bự nè. Bộ hồng này. Cam 15k em chứ chị My á, 75.000. Cụ liên già bé trai ít lắm chị. Cụ liên già bé trai ít lắm chị yêu. 15kg với chị My có đơn nè. Rồi, em là bộ hồng nha, bộ hồng này. Đẹp quá. Bộ hồng này tầm 40kg nha. Tầm 40kg cho em nghe đi. Đây là quần lửng chị ơi, quần lửng cho em nghe. Bộ hồng là quần lửng cho em nghe này. Hồng, quần lửng á, gấu hồng. Tầm 40kg cho tới là 60kg nè. Rồi 140.000, 40kg tới 55kg size ha, 140.000 gấu hồng. Bộ này đẹp quá, cái phía sau cái áo này. Rồi thun cô tông đẹp ghê luôn á. Rồi 140.000 size tầm 40kg nha, cho tới là 55kg size hàng của Lido cho em nghe. Bộ hồng chắc đẹp lắm chị ơi. 140.000 size cổ chị ơi, quần lửng chắc nha. Quần lửng chắc nha, size cổ cho em nha, 140.000 một xíu. Rồi là mã gấu hồng cho em nha. Mã gấu hồng cho em nghe, quần lửng cho em nha. Rồi tầm 40kg nhé, cho tới là 55kg size bộ gấu hồng. 40kg tới 55kg size nha mà gấu hồng. Rồi em xem nó cả nhà là giá 101.000 một set. 101.000 bộ cho em nha. Size cổ cho em nha này, 101.000, 55kg quay đầu, gấu hồng là quần lửng cho em nha. Hàng của Lido á. Rồi nó mạng gấu hồng cho em nha, 101. 101k chị nha.
Rồi mấy chị thoát ra vào lại cho em nghe cái lên mới đi, mấy chị thoát vào lại cho em nghe.